Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang có mặt ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Và bây giờ đang đến thăm một cái hoàn cảnh, một cái gia đình rất là tội nghiệp quý vị ạ. Trong cái trận lũ lịch sử vừa rồi thì không may bị lũ cuốn trôi đấy. Hôm nay Khánh có dịp đến với huyện Hướng Hóa và vào thăm gia đình một chút. Vâng, em chào chị. Dạ. Chào chị. Dạ. Chị dạ dạ. Vâng vâng. Dạ dạ dạ. Chị tên là gì nhỉ? Dạ, là Lê Thị Huyến. À, chị Huyến hả? Dạ dạ dạ. Ồ, nhà mình làm gì mà nhiều đồ đạc đằng sau này thế? Dạ, mấy bữa nó chưa làm đường nữa, khó đi. Xây lại cái đường để đi hả? Dạ. Vâng. Người chưa làm đường mà khó đi. Dạ dạ. Em khi mà em lên đây đấy, em làm bên công tác kết nối từ thiện đấy. Dạ. Dạ, hiện nay đang đi thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà bị thiệt hại trong cái trận lũ vừa rồi đấy. Dạ. Vâng. Thì cũng biết được biết là gia đình mình là ấy là bị người thân mất đấy. Thì em đến em thăm một chút. Dạ dạ dạ, dạ. Trong vụ nữa thì chứ trong của thì với em trai là bị lũ cuốn. Chồng của chị với em trai hả? Là bị lũ cuốn trôi hả? Dạ. Ở đây nước ngập đến đâu mà để mà lũ cuốn trôi ghê thế chị? Không, gió bên ở họ xây cái đập á, rồi mới xong bên bị vỡ đập. Hai anh em đi sau vườn thôi, đi làm vườn, đi nở sau vườn thôi, qua vườn đi làm vườn sau thôi, rồi về rồi vườn bị cái đập thủy điện nữa đấy, bị vỡ ra. Vỡ ra rồi bữa hàng cuốn đi. Cuốn bên đất luôn á. Dạ. Thôi bây giờ mình vào trong một chút đi ha. Chào anh. Dạ. Vâng. Trước ông kính của quý vị đây là cái căn nhà của anh Phạm Văn Nam. Hả? Phạm Nam. Anh Phạm Văn Nam á, cùng với là chỗ vâng. Và chị vợ là chị Lê Thị Huyến á. Vâng. Anh chị là được mấy người con hả? Dạ, một cô được một đó 6 tuổi. Vâng. Dạ. Thì hôm nay trong cái chương trình đi thăm hỏi đồng bào bị thiên tai lũ lụt ấy, thì em ghé qua thăm gia đình chị một chút. Vâng. Thế là hôm trước là vỡ đập rồi là bị lũ cuốn trôi luôn hả chị? Dạ. Dạ. Khổ thế. Hôm đó là vào ngày nào chị? Dạ, ngày mùng 7 tháng 10. Mùng 7 tháng 10 hả? Dạ. Dạ. Rồi em nghe nói là sau khi mà bị lũ cuốn là cũng phải mất đến cả tuần sau mới tìm thấy hả? Dạ. 6 ngày sau mới tìm được em, đến ngày thứ 7 mới tìm được thôi. Là hôm đó là hai anh em luôn. Dạ, hai anh em nữa chắc đi coi vườn sau đó. Rồi bên lúc đi về cái bên vợ cái đập rồi bên cuốn đi luôn. Hai anh em là hai anh em ruột hay là hai anh em? Anh rể, đây là chồng của chị với chị em trai, là thân anh em rể. Em trai của chị luôn á, em ruột của chị đấy. Dạ, dạ. Một em trai nữa thôi. Cùng với chồng của chị. Là bị lũ cuốn luôn. Dạ. Em trai là nhiều tuổi chưa? Sinh năm 92, chưa lập gia đình đó. Chưa lập gia đình. Dạ. Tội nghiệp quá hả? Chồng thì sinh năm 85. Chị là sinh năm 85. Chồng sinh năm 85. Tội nghiệp hả? Ai sao? Trong, dạ? Con hai mẹ con mà chỉ dạy xá quá, dạy cái điểm này xá quá, mà chứ mặc một cú đó. Cú đó đứa đó là được đó. Chứ vâng. Xin ra cho bên trường mà chưa được. Tội nghiệp quá hả? Cú là học lớp mấy rồi? 6 tuổi. Hả? Học lớp 1, 6 tuổi. Vâng. Em trai là mới có sinh năm 92, chưa có gia đình. Ở với ông. Tới nhà gia đình em thì có gia đình chị thì có đông anh chị em không? Nhà ba.
Chứ là ông chị có là bà ngoài đi đấy. Ông bà ngoài thì còn đi làm không? Làm vườn đó, bà ngoài làm vườn đó. Hôm nay chị này, hôm nay em đến đây đấy. Em đi trong cái chương trình giúp đỡ cho đồng bào vì thiên tai lũ lụt đấy. Thì em thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ, em đến em giúp đỡ cho gia đình mình một chút. Quý vị ạ, ngày hôm nay thì Khánh đang có mặt ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang ở xã Hướng Tân. Quý vị, thì khi mà lên đây thì Khánh biết một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Đó là anh Nam, là chồng của chị Huyến ở đây. Trong cái trận lũ vừa rồi thì không may là bị lũ cuốn trôi trong một cái lần đi làm, quý vị, đi làm vườn. Thì hôm nay Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các quý vị chúng ta đã gửi tiền về cho Khánh trong những ngày vừa qua để giúp đỡ cho đồng bào không may bị thiệt hại nặng nề trong cái trận lũ vừa rồi đấy. Để giúp đỡ cho gia đình chị là 10 triệu đồng chị nhé. Dạ dạ. Thì em cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm chia sẻ với gia đình chị chút như vậy nhé. Dạ. Bây giờ mình thắp cho anh nén hương chị nhỉ. Dạ dạ. Dạ dạ. Vâng. Hôm đó mà khi mà xảy ra cái việc mà anh Nam nhà mình ấy bị lũ cuốn trôi đấy. Là hôm đó là rơi vào ngày mùng 7 tháng 10 á. Là hai anh em đang đi thuyền à? Dạ đi thuyền. Đi trên sông qua bên coi nước nó ít lắm. Thì là phía có cái đập chặn nữa mà không biết em. Biết nó tại kiểu đó được cái nào. Nhưng mà ở gần đây là có một cái con sông đúng không? Dạ của hồ Thủy Điền đó. À, hồ chặn cái. Ở đây hồ Thủy Điền gì đấy? Thủy Điền Rào Quán. À. Còn tìa. Vâng. Họ dâng một cái đập lên đập phù thôi. Đập để làm dâng phù đó thôi, họ nó chặn bùn chặn đôi chứ đó. Vỡ ra xong hai em thì họ đi làm bên ở là đất bò bên là nhiều người họ đi làm bên vườn về đó. Có cái tức là bên đó là có một cái vườn gì? Nhá, vườn gì? Vườn trồng cái gì bên đó? Trồng cam với cả với mít đồ bên đó. À, mà bên tức đó là còn muốn, có muốn... nhiều dân họ làm bên họ trồng nẹm đồ bên có đó. Nghĩa là muốn đi được qua cái vườn đó là mình phải đi qua cái hồ đó. Dạ. À. Mà phía dưới đó là còn nước thôi, còn phía sau hè là không còn nước. Sau hè là hẳn còn nước á. Dân họ ngắn lại đó. Chạy về đó thì thấy ở đó khô không còn nước chết. Vợ đã tức thi rồi mới xong mà đủ thể đi rồi. Là sau bữa hè không còn nước chết. À. Tức là khi mà nó vỡ đập một cái là ông ngoài nhà mình đấy là vẫn nhìn thấy hai anh em đang ở giữa hồ đó. Dạ đang có thể lên thuyền á, rồi bố mẹ nhảy qua bên bờ. Nhảy qua rồi bơi tụng cái cây mà nước xiết quá rồi bơi bơi được chân đỡ rồi bơi không hai anh em nữa ông thò tay con kéo em được rồi kéo em rồi mà không được tay kéo mà nặng quá. Mà ông nói đi cầm cái cây để ông đi lấy cái que để mà ông kéo á. Mà mới quay đi tức thi cho mấy quay đi chưa lấy được nữa quay tức thi rồi mà nửa cần mềm quá mà sỏi đá cả cái bờ vực nữa xong rồi bờ hành sỏi hành cuộn hai anh em đi mất. Sỏi cả vực đất rồi ông mới quay tức thi không lúc nào ông mà đứng đó mà cổ kéo thì chắc là kéo cả ba cha con đi luôn thì không có ai thấy hết. Máy có ông nữa là ông thấy đó. Rồi quá hay. Thôi nó suy sụp nước bò lên gần nhà. Nước nó chảy xiết quá. Dạ. Hàn vợ thì hàn giống như cả cái đập cáo 5 mét mà hàn vợ thì ập ra cái thì hàn cuộn hết cả lên cuộn đi luôn. Cuộn đi về đó. Cuộn về đâu chỗ đập chính quò luôn. Sau hè mà cuộn về đâu đó luôn. Sau đó là mấy ngày sau mới tìm được? 6 ngày sau mới tìm thấy em trai. Ngày thứ 7 mới tìm thấy chồng. Mà nằm ở dưới bùn dưới đá vì hẳn nữa cần mềm quán cuộn nữa. Hẳn vui dưới mắc lưỡi dưới nữa.
lưới của người dân họ thả cá ở đó rồi mình vô lại một đống và hai anh em nằm nguyên một chỗ đó. Ủa hai anh em bị em nằm cái tầng trên mắt đó, mắc lưới đó, lúc tìm ra phải cầm hai cái tay là cầm hai nằm lưới đó thì không vung ra được á. Còn em thì nằm dưới mặt đáy đó, bùn hầm nở lên người đó. Em nằm trên nữa còn người thì phải không nhìn dáng được, nhưng mà em nằm dưới là bùn hầm nở lên rồi vẫn nhìn dáng được. Người hình đó con nguyên chứ còn em là ở trên là bị nó bị hoại tử đó, nó bị phân hủy đó. Em thì sợ mà cả làng tin nở lắm, tìm ngay tìm đến họ tìm cả ngay cả đến tại ngay cả đến mà tìm được mà cứ tìm quen cứ mong Hà Nội lên á. Do mắc cái lưới nó chìm kéo chìm xuống dưới đó, họ phải họ rít ngay đâu họ cũng nghĩ họ rít rít cái lưới đi, rít rít mấy cái sáu đấy họ mình rít rít lưới đi rồi bơm em mà rít được bốn lưỡi đó Hà Nội đi, xong ngay từ ngay sáu chỗ là em xong rồi ngay sáu rồi họ bên đó họ han cái giống như cái kẹo cái móc néo chứ đó mà họ bỏ nó cái máy á mà họ cao còn cái mùi néo là họ cứ cao lại lên cao dưới đáy lên dưới chỗ cái hồ đó nha nở lên được hình đít lưỡi đàn mày ra được chứ không là hắn lên được mà đít lưỡi ra là bơm mày lên đó mà hai anh em nằm một chỗ thôi mà tìm khắp thế mà mong nổi lên thì là hai từ ba đôi mong nổi lên tìm mãi ngồi lên được á chứ cứ cao đáy rồi mà lúc đó là em sắp bỏ cuộc cái đợi mà tìm mãi đến không ra cái sườn đốc phía dưới lúc đó hắn vỡ ra sườn đốc phía dưới cái đá đe đến á hắn lấy được tìm được tìm trong vô vọng cao rồi từ Hà Nội nhưng mà lúc đó nước càn rồi hay xong mà mình dạ trời lúc mới xảy ra nữa là không nước càn á nơi chỗ mình xảy ra nữa là không còn nước nữa thế nên nữa hắn cuốn đi rồi sau hè là không còn nước nữa mà xong bị xong cái là đến ngày sau là mưa mấy ngày lụt liên tiếp đó đó là mưa to nữa mà nước càng dâng lên mới khó tìm nữa mấy ngày sau là nước giữ lên gặp mấy chục mét nước mình lụt được hơn. Sau là khi mà mình tìm được thì nó cách cái chỗ mà xảy ra có xa không? Gần, năm nay cái pháo là gần mẹ tầm mẹ gần thôi, viên đẩy về đó, đẩy về một đống đó cái cả nửa Indo chứ đất đá chứ trùm là một chỗ đó đẩy về đó một chỗ năm một chỗ đó, gần thôi gần đây chỗ cái đất nữa tìm ra ngoài lúc nào cửa sờ đỡ rồi ra phải ngoài xá tìm ngoài xá tìm nã thể thô rồi họ đi khắp thế rồi chứ không biết tìm rồng mênh mông rồi chứ không biết tìm như mốt họ có đoạn nữa họ kẹo lưỡi đó bao nghĩ họ kẹo lưỡi tội nghiệp quá. Rồi hôm nay chúng em đến thắp cho anh nén hương chị nhá, cũng như là chia buồn với gia đình, cố gắng kìm nén nỗi đau rồi để mà tiếp tục công việc và lo cho con gái chị nhá. Thế thôi em chào chị, em về nhá.